Chuyển đổi từ trồng hoa sang trồng rau, anh Nguyễn Đình Thanh ở phường 8 Đà Lạt lựa chọn canh tác lơ baby, cải keo, ngò tây theo tiêu chuẩn Việt Gáp và tiến tới sản xuất rau hữu cơ trên diện tích 2 sào đất của gia đình mình. Mỗi ngày từ vườn rau này, 15 đến 20 ký rau các loại trong vườn được giao bán theo các đơn hàng có sẵn. Giá ổn định trong khoảng từ 20 đến 30 ngàn đồng một ký. Chưa bao giờ xảy ra tình trạng ùn ứ, không có người mua. Sản phẩm rau sản xuất không sử dụng thuốc hóa học, chăm sóc theo đúng quy trình an toàn là sự lựa chọn của đa số người tiêu dùng hiện nay. Khi sản lượng ổn định thì anh Thanh sẽ liên kết với một số hợp tác xã trên địa bàn thành phố để bán rau đi nhiều thị trường hơn thay vì cung cấp cho thị trường tại chỗ.